Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào chư liệt vị. Thưa quý vị, trong kỳ trước cùng chương trình này, chúng tôi đã trình bày về sự tham gia của Phật giáo Miến Điện trong cuộc nổi dậy chống chính quyền quân Việt vào năm 1988. Kỳ này chúng tôi xin được chia sẻ về sự tham gia của Phật giáo Miến Điện trong cuộc nổi dậy năm 2007. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 8 năm 2007, chính phủ quân nhân độc tài của Miến Điện đã đột ngột bãi bỏ chính sách bao cấp trên nhiên liệu gồm các loại dầu xăng xe hơi và khí đốt, khiến cho giá bán của những sản phẩm này tăng vọt, trong khi chính phủ giữ độc quyền về cung cấp nhiên liệu. Họ tăng giá xăng xe hơi 100% và giá khí đốt lên đến 500%. Giá nhiên liệu tăng cao đã gây ra những phản ứng dây chuyền khiến cho giá sinh hoạt cũng tăng vọt. Nhiều người dân không có phương tiện di chuyển để đi làm việc. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2007, bắt đầu có những cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa do các thầy tỳ kheo và sinh viên, lãnh đạo ở Rangoon và các thành phố lớn trên toàn quốc. Những cuộc biểu tình này được phối trí và kích động bởi thế hệ sinh viên 1988, là những người đã từng tham gia những cuộc biểu tình đòi dân chủ trong năm 1988. Lúc đầu đây là những cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa, nhưng đã bị chính quyền quân Việt đàn áp tàn bạo và bắt giữ hàng trăm người. Trong số đó có những lãnh tụ sinh viên và những tăng sĩ Phật giáo. Những người vận động dân chủ đã từng bị chính quyền ghi vào sổ đen, bây giờ phải đi trốn để tránh bị bắt. Tuy nhiên, ngày càng có thêm chư tăng và dân chúng tham gia những cuộc biểu tình trên toàn quốc. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2007, những cuộc biểu tình do chư tăng lãnh đạo ở miền Bắc gần thành phố Mandalay gia tăng căng thẳng khi binh sĩ nổ súng để cảnh cáo và dùng lựu đạn cây để giải tán. Các vị tăng sĩ thuộc tổ chức Liên minh Tăng sĩ Toàn quốc Miến Điện đã gửi văn thư cho chính quyền để đòi hỏi những điểm như sau. Thứ nhất, chính phủ phải xin lỗi vì đã dùng bạo lực để đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa. Thứ hai, trả tự do cho tất cả những người biểu tình và tù nhân chính trị đã bị bắt giữ. Thứ ba, áp dụng biện pháp để tránh những khó khăn kinh tế cho dân chúng. Thứ tư, yêu cầu chính phủ hãy đáp ứng những đòi hỏi này trễ nhất là ngày 17 tháng 9 năm 2007. Sau khi chính phủ quân nhân không đáp ứng những đòi hỏi này, trên toàn quốc lại xảy ra nhiều cuộc biểu tình đông đảo. Trong những ngày đầu tiên, đa số dân chúng chỉ đứng bên lề đường để hoan hô và cổ võ những cuộc biểu tình của chư tăng và sinh viên. Nhưng khi những đoàn người tham dự ngày càng đông thêm và lan tràn khắp nơi, thì hàng chục ngàn thường dân thuộc mọi giới đã hăng hái đi biểu tình để ủng hộ và hợp lực với chư tăng, vì họ ý thức rằng chính họ cũng cần phải góp phần vào cuộc tranh đấu chống chế độ độc tài quân Việt để được hưởng tự do dân chủ. Ngày 22 tháng 9, một đám biểu tình gồm khoảng 2.000 tăng sĩ và thường dân vượt qua rào cản chặn đường
để tụ tập bên ngoài tư gia của bà Onsen Suki. Trong khi bà đang bị quản thúc, để đáp ứng, bà Onsen đã ra bên ngoài cổng tư gia để chào đón chư tăng và cùng cầu nguyện với quý ngài. Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng kể từ năm 2003. Cuộc gặp gỡ này giữa chư tăng và vị lãnh tụ đối lập nổi tiếng đã biểu dương sự đoàn kết giữa các tăng sĩ và phong trào tranh đấu đòi dân chủ. Đến ngày 24 tháng 9, có hơn 100.000 thời tỳ kheo và thường dân đi biểu tình tuần hành trong thành phố Rangoon và trong hầu hết những tỉnh bang trên toàn quốc. Mặc dù chính phủ quân Việt áp dụng những biện pháp kiểm duyệt thông tin khắc nghiệt nhất, những người tranh đấu cho dân chủ ở Miến Điện vẫn có thể tìm cách phổ biến những hình ảnh và phim truyền hình mô tả những cuộc biểu tình đến các nơi trên thế giới qua những website và blog. Trong khi những cuộc biểu tình ngày càng đông đảo hơn, chế độ quân Việt độc tài cũng tăng cường những biện pháp an ninh trên toàn quốc. Theo nguồn tin của một tổ chức tranh đấu dân chủ, chính quyền mưu toan gài những quân nhân cạo đầu và giả trang thành tăng sĩ để sử dụng những hành vi bạo động nhằm vu khống cho chư tăng biểu tình. Nhưng âm mưu đó đã bị phát giác. Ngày 25 tháng 9, chính quyền ban hành lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối cho đến 5 giờ sáng, đồng thời cấm dân chúng tụ tập quá 5 người. Một số đơn vị quân đội có nhiều kinh nghiệm đàn áp dân chúng thiểu số ở những tỉnh gần biên giới miền Đông được gửi tới Rangoon để đối phó với những cuộc biểu tình ở đây. Vào ngày 26 tháng 9, chế độ quân Việt bắt đầu gia tăng đàn áp biểu tình mạnh bạo hơn. Các tôn binh sĩ thi hành những cuộc bố ráp các tu viện vào lúc rạng sáng. Trong những cuộc bố ráp như vậy, quý thời tỳ kheo khả nghi tham gia biểu tình bị cưỡng bách hoàn tục, bị đánh đập một cách tàn nhẫn và bị các tốn cảnh sát bắt đem đi biệt tịch. Trong cuộc ruồng bố các tu viện ở tỉnh bang Kachin, các tuấn cảnh sát đã đánh đập 4 tăng sĩ đến chết. Hội yểm trợ tù nhân chính trị báo cáo là đã có tổng cộng 52 tu viện bị bố ráp như vậy. Các tuấn binh sĩ và cảnh sát chống biểu tình đã dùng gậy và lựu đạn hơi cây để giải tán người biểu tình, nổ súng vào những tăng sĩ và thường dân trong đám biểu tình và bắt giữ hàng trăm vị tỳ kheo bị tình nghi là những người cầm đầu. Trong những thành phố xảy ra biểu tình, các tiệm buôn, trường học và công sở phải đóng cửa và tất cả các công chức được lệnh ở nhà, không đi làm. Trong tháng 9 năm 2007, đã có khoảng 20.000 binh sĩ được gửi tới Rangoon để dẹp biểu tình. Chính phủ đã nói rằng có 10 người bị tử thương, nhưng theo các giới truyền thông và những người tổ chức biểu tình thì có đến khoảng 200 người bị giết trong vụ đàn áp. Có những nguồn tin nói rằng các tướng binh sĩ đã bí mật thi hành những vụ thiêu xác nạn nhân vào ban đêm và các bệnh viện nhận được lệnh hãy từ chối điều trị cho những người bị thương. Chính quyền đã bắt giữ hơn 6.000 người tham gia biểu tình, trong số đó có khoảng 1.400 thầy tỳ kheo. Trong số những người bị bắt giữ, có những người bị thương nhưng họ không được điều trị thích đáng. Một số người bị bắt cũng bị tra tấn, bị bỏ đói và bị giam cầm ở những nhà tù chật chội, thiếu vệ sinh và dễ bị nhiễm bệnh. Trong thời gian chính quyền quân Việt Miến Điện lộng hành, Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu, Canada và Úc đã áp dụng những biện pháp trừng phạt kinh tế. Các nước này đã kêu gọi quốc tế hãy can thiệp để yểm trợ cho cuộc đấu tranh đòi nhân quyền của nhân dân Miến Điện. Liên Hợp Quốc đã gửi một đặc sứ
tới Miến Điện. Trong khi đó, đồng minh thân cận nhất của chính phủ quân Việt là Trung Quốc lên tiếng kêu gọi các tướng lãnh hãy tránh dùng bạo lực, nhưng nói thêm rằng họ duy trì chính sách bất can thiệp vào vấn đề nội bộ của Miến Điện. Vào tháng 5 năm 2008, Hội đồng Lập pháp Quốc gia của Miến Điện ban hành tân hiến pháp, trong đó có điều khoản sẽ tổ chức tổng tuyển cử. Tới ngày 7 tháng 11 năm 2010, chính phủ tổ chức bầu cử quốc hội. Như vậy là ba chiến dịch biểu tình lớn chống chính phủ độc tài ở Miến Điện trong những năm 1974, 1988 và 2007 đều do các tân sĩ Phật giáo lãnh đạo. Thầy tỳ kheo Ubanakara, 27 tuổi, đã giải thích với Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch về sự kiện này như sau. Theo truyền thống của Phật giáo thì giới tân sĩ chúng tôi không hoạt động chính trị, nhưng vì giới quân nhân đã cai trị đất nước này hơn 40 năm mà họ không quan tâm tới phúc lợi lâu dài của dân chúng. Họ chỉ nghĩ đến quyền lợi của chính họ và gia đình và tìm cách nắm giữ quyền lực vĩnh viễn. Đó là lý do tại sao khiến cho dân chúng nổi dậy chống họ. Ở Miến Điện có ba nhóm người nắm giữ quyền lực, gồm những đứa con của quân đội là giới quân nhân, những đứa con của trường học là giới sinh viên và những đứa con của Đức Phật là giới tỳ kheo chúng tôi. Trong thời gian bị đế quốc Anh cai trị, chư tăng Phật giáo Miến Điện là những người đi tiên phong trong cuộc tranh đấu đòi độc lập, và họ thường đại diện cho dân chúng để vận động và đòi hỏi chính quyền thực dân phải thi hành những cải tổ về xã hội, giáo dục, chính trị, v.v. Giới tỳ kheo trong tăng đoàn Phật giáo Miến Điện là một đoàn thể có nhiều nội lực. Trong tổng số 54 triệu dân của Miến Điện có khoảng từ 300.000 đến 400.000 thầy tỳ kheo tu hành, trong khoảng 45.000 tu viện. Không có những thống kê chính thức về số tỳ kheo ni ở Miến Điện, nhưng theo ước tính thì trên toàn quốc có khoảng 50.000 vị tỳ kheo ni. Hơn 90% dân chúng Miến Điện là Phật tử. Hầu hết những sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của dân chúng Miến Điện đều có liên hệ tới Phật giáo hoặc tới trách nhiệm của tăng đoàn để cung ứng sự hướng dẫn tinh thần cho họ. Trong khi đó, giới tỳ kheo tùy thuộc vào sự yểm trợ và cúng dường của Phật tử. Tình liên đới giữa Phật tử và tăng đoàn gắn bó rất chặt chẽ. Tăng đoàn cung ứng việc hướng dẫn tinh thần, an ủi, làm chỗ nương tựa tâm linh cho quần chúng, đồng thời săn sóc các ngôi chùa, tu viện v.v. là những nơi thờ phụng và cử hành những nghi lễ tôn giáo, và tăng đoàn còn cung cấp những dịch vụ xã hội căn bản cho Phật tử, trong khi các Phật tử trong cộng đồng cung cấp thực phẩm, y phục và tài trợ cho tăng đoàn. Do vậy, sự khó khăn nghèo khổ của quần chúng chính là sự khó khăn nghèo khổ của tăng đoàn. Tăng đoàn không thể thỏa hiệp với chính quyền quân Việt hay bất cứ thế lực nào để mưu tìm cho chính mình một chỗ đứng yên ắng hay những đặc ân bất chính nào đó, vì làm như vậy là đi ngược lại lòng từ bi, vô ngã, vị tha vốn là nền tảng vô cùng quan yếu của Phật giáo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước vệ, trang nghiêm.